Phu, 22, Indonesia bị chỉ trích. Hàng ngàn người đã lên các trang mạng xã hội và vào các trang báo có phần bình luận của hàng trăm tờ báo ở Indonesia, ném đá, thậm tệ buổi diễu hành bằng xe buýt mui trần của đoàn bóng đá U22 Indonesia. Hàng ngàn người đã lên các trang mạng xã hội và vào các trang báo có phần bình luận của hàng trăm tờ báo ở Indonesia, ném đá, thậm tệ buổi diễu hành bằng xe buýt mui trần của đoàn bóng đá U22 Indonesia. Nhà vô địch SEA Games 32 trong buổi diễu hành ở thủ đô Jakarta đã khiến giao thông đứng hình hoàn toàn với số lượng cực lớn các phương tiện đi lại của người dân và ngộp thở dưới cái nóng khủng khiếp. Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nó không rơi vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến buổi lễ ăn mừng chiến thắng ở SEA Games 32 biến thành một thảm họa. Người ta dừng xe, rút điện thoại ra, ném đá lên các tờ báo điện tử, các trang mạng xã hội, đặc biệt là gửi lời chỉ trích đội U22 Indonesia lên trang web của Liên đoàn bóng đá Indonesia kéo dài mãi 2 ngày qua. Hàng ngàn lời bình luận thể hiện sự bức xúc, la mắng, xúc phạm đội U22 Indonesia, chủ tịch Liên đoàn bóng đá, thậm chí là chính quyền, các cơ quan chức năng. Chủ tịch Erick Thohir, người có mặt trên xe buýt mui trần cùng diễu hành với đội U22 Indonesia đã choáng váng với lời lẽ hằn học và thô lỗ của cư dân mạng. Sau đêm ngày 16 tháng 5, khi thầy trò huấn luyện viên Szafi lên ngôi vô địch SEA Games 32 đến nay, các thành phố lớn ở Indonesia liên tục diễn ra những cuộc đi bão ăn mừng với quy mô lớn khiến cảnh sát và quân đội bở hơi tai gìn giữ trật tự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.